thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 6 tháng 12 năm 1998. Cũng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học ghi tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là tới kỳ thứ 10. Kỳ thứ 10 thi ca cũng thứ 10. Thì trước khi làm việc học cái này thì tôi xin tranh thủ để thông báo cùng toàn thể đại chúng là hôm nay thì được cái thông tư của Thành hội Phật giáo về vấn đề cứu trợ bạo lực miền Trung, cũng như là sự kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc, của các ban ngành đoàn thể, thì toàn thể đại chúng biết là cái hậu quả của ba cái cơn bão số 4, số 5, số 6 nó tàn phá Phật tử miền Trung, đồng bào ta ở miền Trung rất là dữ dằn. Nhân mạng thì là hơn 200 người, gần 300 người. Tài sản thì nhà cửa thiệt hại cũng như là hư nát và tiêu hoại rất là nhiều, mà đại chúng đã nghe trong đài truyền thanh truyền hình nói rồi. Thì hôm nay là nhân danh là một người hàng đệ tử Phật của chúng ta, thì tôi cũng xin kêu gọi tới, gửi lời kêu gọi tới toàn thể Phật tử chúng ta, mình cũng đóng góp. Mà tôi biết rằng là ở địa phương nào Phật tử cũng có đóng góp rồi hết, cũng có đóng góp hết, kể cả tôi cũng vậy. Nhưng mà bây giờ trong cái tập thể của mình đó mà, thì thật sự ra thì cái sự đóng góp của mình dù cho một lần hai lần nào đó cũng chưa đủ hàn gắn nỗi đau thương và khổ sở của đồng bào miền Trung. Cho nên nhân danh cái đoàn thể Phật tử của chúng ta trong giảng đường này hôm nay là xin mời các vị ít nhiều tùy tâm mà bỏ vào những cái thùng chỗ đây, cũng có với hai ba cái thùng ở phía trước, các vị của ít lòng nhiều mà kẻ nhiều người ít, quan nghĩ và đóng góp vào để ngày mai là Thành hội Phật giáo cùng với cái đoàn thể của Phật giáo mình sẽ đi miền Trung để ủng hộ ngay tại chỗ thiệt hại đó. Xin đại chúng quan tâm để ý cho. Bây giờ bắt đầu làm việc. Cái bài vừa rồi là cái thi ca thứ 9, đại chúng để ý, tịnh ngũ nhãn nó sẽ kéo theo ngũ lực. Cái người mà ngũ nhãn được thanh tịnh, được thanh tịnh đó, thì là cái người này sẽ có chứng đắc cái thành quả của ngũ lực. Nghĩa là mình bồi dưỡng, mình tập luyện được nhìn sự vật hiện tượng, nhìn cõi đời này bằng năm con mắt của mình, mà được trong sáng, được thanh tịnh rồi, thì đương nhiên là về vấn đề ngũ lực đó mà, tính tấn niệm định tuệ của mình nó có phát triển theo, nó có phát triển và nó có thanh tịnh theo. Nhưng mà cái việc đó, cái người mà được thanh tịnh ngũ nhãn và được ngũ lực nó tăng trưởng theo trên cái đà giải thoát giác ngộ, cái điều đó nói ra cho người khác nghe khó biết, rất là khó diễn tả, rất là khó trình bày về cái vấn đề mà mình được thanh tịnh ngũ nhãn thì ngũ lực mình sẽ được, sẽ tăng cường thêm cái ngũ lực của mình, nói cho người khác khó nghe khó hiểu. Cho nên ở đây tôi nói rằng là chung môi trường mới biết được cái diệu dụng kia. Nghĩa là cái người mà nghe đó mà muốn tin được là phải có chung môi trường, có nghĩa là mình cũng phải tu tập cho ngũ nhãn của mình cũng tương đối có thanh tịnh tới mức nào đó thì mình nghe mình mới có thông cảm được và mình mới có nhận hiểu được. Còn bằng không thì mình khó nhận lắm. Cũng giống như là đứng trước kính mà để xem mặt, xem hình mình thì dễ, mà rủ dành tăng ở dưới đáy nước là cái chuyện rất là khó, khó diễn tả cho người khác nghe. Và chính cái điểm này, ở đây là bữa hôm rồi cũng có những đức là đọc chuyện này rồi đó, cũng có cái lời hỏi này, tôi nói để đặt cái vấn đề, cái câu hỏi này để rồi đại chúng để ý cái cách học của mình.
Đọc dùm câu này để giải đáp cho. Kính bạch thầy, con xin thầy từ bi giảng rõ mấy câu cuối bài thi ca của thiền sư Thiền Giác. Vì những người chủng tánh căn cơ yếu, không chịu tư duy, đọc suốt bài con hỏi có hay không thì họ bảo không hiểu mấy. Họ nói là thầy giảng câu thầy rất rõ là không hề có thật thực vật, thấy rất rõ là không hề thấy có thực vật. Dạ. Thấy rất rõ mà không hề có thực vật, cũng không người, không có Phật, trời chi. Họ cho rằng cái này nó bôi như sao thầy? Không phải gặp đâu thầy gặp đức rồi. Họ cho rằng thầy phá Phật chứ không phải là thầy phá tà. Họ cãi con không đủ sức giải cho họ nghe được. Con cần thầy từ bi giải thật rõ cho họ để họ khỏi đi vào con đường hoang tưởng mê mờ. Rồi thôi được rồi, tới đó được rồi. Dạ. Đại để là thầy hữu tri thức nói chuyện với nhau, A mà nói chuyện với B, A hỏi B vậy chứ anh hay chị đọc cái tiếng đạo ca này có hiểu nhiều không, thì B nói rằng là hiểu chút chút thôi, nhưng mà qua cái bài mà liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung âu nhất thiết thánh hiện như điện phất, thì cái anh B này đọc cái bài đó đó, tôi dịch cái bài đó là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Rồi thêm hai câu nữa là người giác là nói thêm về cái lập trường của mình đó. Dẫu mình sắc niềm đầu mà say sát, trong mọi thời định huệ tôi vẫn sáng tròn. Có nghĩa là tôi nói như vậy là tôi nói rất là trong cái lúc bình tĩnh, sáng suốt, chứ không phải tôi nói loạn, nói loạn đâu. Ấy thế mà ở đây nói rằng là cái bài đó là tôi viết như vậy, tôi dịch như vậy, tôi giảng như vậy là phá Phật chứ không phải là phá tà. Đó, đại ý là vấn đề là vậy. Thành ra A mới hỏi B, mới nhờ tôi giải thích. Giải thích để cho nghe cái bên B này là bớt nghi ngờ đi. Thế thì cái điều này giải thích rất là dễ, mà tôi tin rằng nội đây rất nhiều người giải thích được. Nhưng mà rồi kết luận như thế này thì nó quá sớm. Quá sớm là cái điều thứ nhất là tôi chưa giảng tới cái bài này. Bài này là tới cái bài thi ca thứ 54. Thi ca thứ 54 là gần hết cái quyển thi ca này là. Mà kết luận như vậy là quá sớm. Cái thứ hai nữa là cái lỗi nữa là nếu như mình đã biết rồi thì tất nhiên mình không có đi nghe đi học chi. Nếu mà mình gọi là đi nghe đi học mà mình kết luận quá sớm như vậy mà không đợi cái dự giảng thì mình đi nghe làm gì? Mình đã biết trước đó thì mình ở nhà chứ gì. Thì đại để nó có nhiều cái thứ lỗi lầm. Nhưng mà bây giờ thì cái chuyện đó mọi thứ coi như tôi không phân tách nữa gì hết. Tôi xin hỏi cho là cái Phật tử nào mà viết cái giấy này có đi đây hay không? Có không hả? Có cái vị này viết là có không? Có thì làm ơn cho biết có, không có sao hết á. Tất nhiên bổn phận tôi phải giải đáp mà sợ gì. Có làm ơn đứng dậy. Rồi cái gì mà nói rằng tôi thầy phá Phật chứ không phải là phá tà, có đi đây nữa không? À có, đừng tôi giải thích bây giờ, còn bằng không có thì chưa giải thích chứ không có gì lạ. Có thì xin cho biết, kiểm tra giùm coi trong hội trường này có không. Nếu như không có thì nó lại thêm cái lỗi nữa đó. Cái lỗi này là lâu lâu đi quậy chơi chứ không phải học. À chẳng lẽ mình đi quậy à? Còn nếu như đi học á, thì dầu mình không hiểu, mình có nói vậy đi nữa mình cũng ráng đi nữa. Còn ai có tới chừng đó cái ông này ông nói làm sao mà không đi nữa, mà chỉ nói vậy rồi thôi, có nghĩa là không đếm xỉa gì, thì đây lại thêm cái lỗi nữa. Đó là tôi phân tích đại khái chơi chứ còn lòi nhiều lỗi nữa. Nhưng mà bây giờ không nói lỗi, bây giờ chỉ cần có để tôi trả lời rất là rõ cho mà hiểu. Mà còn như không có thì bây giờ là ta học cái bài mới, chứ cái này ta không nói.
nói vậy là dở quá đi. Tôi nói đại khái là tôi nói ra là tôi tin rằng ở đây là 95% nhớ lại mà. Thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người, cũng chẳng có Phật trời chi. Cái bài mình học rồi, chính thật tướng vô nhân. Thánh trời ơi, câu đó là biết rồi. Sát na diệt khước a tỷ nghiệp. Cái người mà chứng được thật tướng là nhìn thấy vạn pháp là vô, vô tướng. Mà vô tướng thì đồng với vạn pháp giai, giai không. Mà vạn pháp giai không thì cái tướng pháp cũng không, mà tướng nhân cũng cũng không. Thì rõ ràng không có người. Người là sát thủ thú chứ không phải người gì hết. Thấy chưa? Người là vũ quỷ thù hư không khứ, không khứ lai. Đấy, sự việc sanh, sanh việc vô cùng. Nó hiện hữu trong cõi đời vô tận. Nói qua người ta biết rồi, người có học thật sự ta biết rồi. Thân vũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan trong vũ trụ bao la. Sự hợp tan ta sanh diệt vô cùng, sự diệt sanh sanh diệt vô cùng. Mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Dù nó không thật, nhưng mà nó không phải là mất. Cái gì đọc cái bài đó hiểu quá rồi. Thân vũ quẩn chỉ là phù vân tụ tán. Do vậy cho nên ta gọi là không có người. Người là sát thủ thú, là cái tổng thể nó thường thường chịu đựng trong cái luân hồi là thiên nhân, Atula, địa ngục, đạo quỷ và sốt súc sanh thôi. Chứ còn thật chất mà tìm cái người trong con người không có. Tôi cái bài nó hay vô cùng vô tận. Vậy mà nỡ lần nào mà nói thầy phá Phật chứ không phải là phá tạ. Tôi đọc cái bài rồi thiệt là tôi tu mấy mươi năm mà tôi muốn chết cho rồi chứ. Sống làm cái gì nữa? Ăn cơm của Phật mấy mươi năm mà phá Phật là sao? Suốt từ nhỏ tới lớn ăn cơm Phật mà phá Phật. Mà phá Phật thì đâu phải người ta dễ để cho tôi yên đâu. Người ta đâu có để cho quyền giác yên vậy. Người ta đâu có để tôi yên đâu. Bao nhiêu Phật tử trên cái thế gian này người ta bằng thịt đấy chứ. Sao lại tôi dám phá Phật? Vậy mà nói vậy thiệt à. Nghe muốn chết. Muốn chết rồi nó buồn muốn chết. Cái tôi mới nhớ lại câu ngạn ngữ của Trung Hoa á. Ngạn ngữ của Trung Hoa hồi xưa họ ưa dùng cái câu là chó của đạo chích mà sủa vua Nghiêu. Chó đạo chích sủa vua Nghiêu. Vua Nghiêu là một vị thách quân, mà chó của đạo chích là chó này ăn trộm. Mà sủa vua Nghiêu chẳng lẽ là vua Nghiêu là ăn trộm hay sao? Là người xấu hay sao? Người ta nói mình phá Phật chẳng lẽ rồi hễ người ta nói mình phá Phật là mình đã hủy diệt Phật hay sao? Bởi vì người ta không có học Phật thì cái nhìn của người ta, cái hiểu của người ta khác. Nhờ vậy mà sống tới bên này chứ không nó muốn chết cho rồi. Ghê là một câu nói mà ghê gớm vậy. Dám kết luận rằng thầy phá Phật chứ không phải là phá tà. Còn quyền giác á hả? Quyền giác nói đây nè. Nhất khả lãnh, nguyệt khả nhiệt. Chúng ma bất năng hoại tranh thuyết. Tổn mã tranh danh mạng tiến trình. Thùy kiến đường lan năng cự triệt. Quyền giác đã lường cái tư tưởng đó. Cho nên quyền giác mới nói rằng tăng có thể nóng mặt trời dù có lạnh. Bọn chúng ma không xuyên tạc nổi giáo lý này. Xuyên tạc không nổi đâu. Đây là thất xe voi nó đổ dốc tiếng từ từ lũ bọ ngựa chống xe sao cho nổi. Quyền giác nói rồi trong này. Quyền giác đã lường trước những cái tư tưởng kỳ quặc đó. Cho nên là quyền giác nói là quyền giác cũng đã lường trước rồi. Cho nên quyền giác nói sư tử hốc vô quý thiết, bách thú văn chi giai não liệt, thiên nhân tịch tính sanh hân diệt, hương tượng bôn ba thất khước quy. Dịch là tiếng chánh pháp tở tiếng gầm của sư tử, bách thú nó nghe như vỡ ốc xé tim gan. Lời của Như Lai là lời vô quý trong trời người, hơn tổn khiếp. Còn nói chi nay và chó chóc. Quyền giác đã dự đoán rồi những câu đưa ra như vậy. Cho nên là đừng có quậy cái kinh này. Kinh này quậy không nổi đâu. Mà tôi dám dịch cái này có nghĩa là cũng đừng có quậy tôi. Xin lỗi nó thật tình, đừng có quậy tôi nha. Một là trao đổi để học tập tu hành. Hai là không bằng lòng thì ở nhà đắp chân mà ngủ, mở máy lạnh ra, chứ đừng có quậy.
hỏi mà không đi nữa là quậy rồi đó. Đây là phớt xe voi, nó đổ dốc, nó tiếng lừ lừ. Chú cháu bọn ngựa là sao chống xe voi nổi? Xe voi mà xe voi đổ dốc đó chứ. Nó rõ vô cùng. Học rồi đó chứ mà không hề có tư duy. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng là văn với tư, tư với tu. Nghe rồi tư duy, tư duy rồi mình mới lấy chân lý mình tu tập chứ chưa gì hết trơn. Kết luận đó thầy pháp, pháp Phật chứ không phải là pháp tà là sao? Rồi nó nâng cái nhân bản của con người lên cái chỗ tuyệt đỉnh. Hiền là ai? Là các vị. Thánh là ai? Là các vị. Thanh văn nhân giác Bồ Tát là ai? Là các vị. Phật là ai? Cũng là các vị và tôi. Ngoài con người của chúng ta ra, không bao giờ có tìm Phật ở trong xi măng cốt sắt hay trong tượng đồng, tượng vẽ, tượng theo, tượng đất gì hết. Vì tượng đất không đo được nước, vì ngâm nước lỡ, trời mưa rớt, dột là lỡ lói hết. Tượng đồng không đo được lò, vì đút vô lò thì chảy ra thành nước. Tượng gỗ không đo được mối, vì mối nó sẽ ăn thịt tượng gỗ. Chuyện đã lâu rồi, cho nên Phật là chúng ta đây, chứ Phật ở đâu nữa. Mà tôi nào có phá con người của chúng ta đâu, tôi nào có phá Phật tính của chúng ta đâu. Vậy mà học cái gì kỳ cục vậy? Thành nó nghe thấy công trình của tôi mấy mươi năm coi như đổ bỏ hết. Chẳng những đổ bỏ mà còn có tội lỗi với Phật nữa. Nói như vậy là muốn nói cái gì? Là quậy ư? Không được đâu. Thất xe voi đổ dốc tiến từ từ, lũ bọ ngựa không bao giờ chống xe nổi. Trăng có thể đấm mặt trời dù có lạnh, lũ chúng ma không xuyên tạc nổi giáo lý này. Ê, giáo lý hay lắm, ráng mà học. Cho nên là nói thật với đại chúng là bây giờ tôi hết muốn nói rồi. Bởi vì cái trình độ mà cái tuổi nó lớn lên rồi, tôi thấy đạo lý nó rất là rõ. Mà cái thấy rất rõ đó thì nó lại sợ hết muốn dám nói ra. Từ cái chỗ đó cho nên tôi mới nghiệm ra Đức Phật vì sao mà mới thành đạo rồi là muốn nhập Niết Bàn là rất đúng. Đức Phật vừa thành đạo thấy chân lý trọn vẹn rồi là muốn nhập Niết Bàn, không muốn thuyết pháp. Mà nhập Niết Bàn tức có nghĩa là muốn chết cho rồi luôn á. Thấy rõ chân lý rồi là muốn chết. Là vì mình không tin rằng mình đem cái giáo lý này mà mình nói cho người ta nghe được. Vì nó sâu quá đi, nó cao quá đi. Cho nên Đức Phật muốn nhập Niết Bàn. Sau đó trong kinh nói đó ha, sau đó nhờ các chư thiên, mà chư thiên cũng tức là nội tâm mình thôi, chư thiên mới cầu thỉnh lại. Thôi thì Phật nói thấp xuống, nói từ từ dạy từ thấp tới cao để độ chúng sinh. Thế là Đức Phật tư duy quán chiếu lại, ba đời chư Phật cũng đều làm vậy. Do đó mà bắt đầu đi nói từ giáo lý tiểu thừa đi nói lên, nói giáo lý nhân thừa, chứ còn không là muốn nhập Niết Bàn liền. Còn tôi thì mấy mươi năm nay là còn, là hồi đó nói còn hăng. Bây giờ càng lớn tuổi rồi thấy chân lý rất rõ. Mà thấy rất rõ thì lại cũng muốn nhập Niết Bàn. Nhưng mà có cái điều là không đơn giản đâu. Ngồi mà ngồi thiền mà rút hồn thì điều đó tôi chưa làm được. Chắc kỳ thật là không còn muốn nói nữa. Vì cái hiểu biết của mình nó đem ra nói khó lắm. Mà nếu mà không có cái quậy như vậy đó thì nó còn hơi hứng khởi chút. Phật tử mà báo cáo cái tình trạng mà tu hành tinh tấn, có giác ngộ, có được an lành, có được giải thoát trong gia đình, còn phấn khởi chút. Mà đúc những câu đó vô cái về cái thấy muốn chết ngay cho rồi, muốn nhập Niết Bàn cho rồi. Rồi suy nghiệm lại đó thôi, cũng trả lời cho người ta, vì người ta không hiểu người ta mới hỏi. Nhưng mà không hiểu hỏi rồi hỏi phải hỏi thiệt cơ. Cái cần là lâu lâu tới chọn cái cá vậy thì tội nghiệp tôi. Tôi đã nói rằng là cái vụ chọn đó là tôi chịu đựng mấy mươi năm rồi. Có những lúc tôi đòi làm cọc cạch bằng đất, rồi tôi làm cái lưu thía, tôi làm thằng hình nhân, rồi tôi đi bán, tôi ăn, là gì giữ cái lập trường của mình, không nói khác. Điều đó tôi nói từ lâu rồi mà. Đây bây giờ cái bài này nữa đây nha, bài này hay đây nha. Cho nên là phải có chung môi trường mới là thấu hiểu được cái diệu dụng kia. Không học như tôi thì làm sao hiểu giống tôi được. Không đồng học với các người Phật tử khác thì làm sao mà nhất trí với nhau cho được. Buộc lòng là phải nói vậy thôi. Người ta có tư duy, người ta có quán chiếu. Mình không tư duy, mình không có quán chiếu gì trên. Mình nói theo cái của mình thì tất nhiên là phải khác với cái của người ta chứ sao. Đây bên này, cái bài này thi ca thứ 10 rồi.
cái thấy của người chứng đạo những phút giây tự nhủ. Cái tự nhủ này là cuộc đời tôi là thường tự nhủ, cho nên cái bài này tôi cũng vẫn là tâm đắc vô cùng. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả mới đồng du niết bàn lộ. Phải có đạt giả mới đồng du chứ, còn bằng không đạt giả thì làm sao mà cùng đi một đường được. Cũng giống như là chung môi trường mới là thấu rõ cái diệu dụng kia. Phải cùng đứng trong một cái giường quệ, hoa quệ, mình mới hưởng thức được cái mùi hoa quệ. Phải cùng đứng ở trong một cái môi trường là một cái giường bưởi, mình mới thưởng thức được cái mùi thơm của hoa bưởi. Phải cùng đứng ở trong một cái hồ sen, cho nên mình mới thưởng thức được cái hương của sen. Còn ngược lại, người ta đứng trong hồ sen, người ta đứng trong hoa bưởi, người ta đứng trong giường quệ, mà mình đứng ở trong cái chợ cá ương, mình đứng ở trong cái chỗ bán mắm, thì mình đòi hỡi cái hương vị của mình giống cái gì của người ta sao cho giống được. Cho nên phải chung môi trường mới thấy được cái diệu dụng kia. Rủ dành tăng cái đáy nước là chuyện khó vô cùng. Ở đây cũng vậy, trên cái đường tu rồi đại chúng để ý cái bài này hay vô cùng đó. Các vị mà tu mà các vị mà đòi cho có nhiều bạn hữu lầm rồi, không có nhiều đâu. Mà cái người tu nói rằng mình là lập dị, không phải. Mình tự cao, không phải. Nhưng mà phải nói rằng thường độc hành, thường độc bộ, đi một mình, sống một mình. Ngoại trừ cái trường hợp cái bằng đạt giả mới đồng du niết bàn lộ. Cái người mà phải đứng chung môi trường như mình cơ, phải cùng lý tưởng cơ, thì mới cùng đi trên con đường của mình mới được. Còn bằng không là mình đi một mình, vui một mình, chứ không thể mà nhiều vui với nhiều người được. Không thể đi chung với nhiều người được. Sách nho người ta là cái người thế gian á, mà người học học nho thôi, người ta nói hòa mà nhi bất đồng. Hòa là có thể hòa với nhiều người được, giống như là mình, giống như người ta vậy đó, coi như mình giống như người ta vậy. Nhưng mà cái đó không phải, cái đó là hòa mà nhi bất đồng. Lập trường của mình giữ bên trong. Tôi nói ví dụ như người ta mời mình đi ăn dỗ, mình vẫn đi ăn dỗ, nhưng mà mình ăn chay trường. Vẫn ngồi trong mâm người ta mà mình ăn bằng muối tiêu, mình ăn bằng trái chuối, mình ăn bằng vài cái bông cải luộc gì đó. Thế thì là ngồi trong bàn với người ta, ăn dỗ với người ta, ăn đám cưới với người ta. Đó là hòa. Nhưng mà nhi bất đồng là tôi có lập trường của tôi. Ở đây có đời này cũng vậy. Cái người mà học đạo hành đạo có thể là cũng phải vận dụng cái ý đó. Hòa mà nhi bất đồng, vẫn đi vẫn đứng vẫn nằm vẫn ngồi vẫn hội họp vẫn nói năng vẫn dự đám vân vân. Nhưng mà bên trong mình phải có cái lập trường của mình, cái nhận thức về đạo lý của mình, chứ không phải là tìm được cái người mà đồng hành với mình nhiều đâu. Do vậy mà trên đời này ta có chia ra ba cái hạng thiện tri thức, là giáo thọ thiện tri thức. Giáo thọ thiện tri thức chứ cũng chưa phải là đồng hành thiện tri thức được đâu nha. Tôi nói ví dụ như tôi có thể là diễn đạt giáo lý cho các vị học, nhưng mà tôi có những cái tính xấu của tôi, chứ không phải được tốt toàn diện. Thí dụ vậy, 100 phần tôi có thể tốt được 70, thí dụ vậy, cũng còn 30. Hoặc là phải hơn nữa, tôi có được 90 cái, tôi đã là có 60 cái tốt mà còn 40 cái xấu, hay là tệ hơn nữa, 30 cái tốt mà còn 70 cái xấu. Thế thì là dù là giáo thọ thiện tri thức đi nữa, cũng không có quyền bắt buộc người ta phải theo trọn vẹn. Tuy nhiên, người học đạo biết học, dù là giáo thọ thiện tri thức có 30 phần tốt mà 70 phần xấu, người ta biết học, ta vẫn học. Đó là gọi là hòa mà nhi bất đồng. Để ta lấy cái hay, cái gì hay, cái gì đẹp, cái gì tốt của họ, của cái người đó. Cái đãi đựng, cái đãi rất, mà trong đó đựng đô la, kim cương, hột xoàn và vàng bạc, thì người ta... Tại vì cái vàng, cái kim cương, cái đô la ở trong cái đại đó mà ta không cần cái đại đó. Đó là cái thái độ của người trí tuệ. Ta học đạo như thế để rồi ta hành đạo đó. Cái đuốc, cái người mà cầm đuốc có cái đuốc sáng, nhưng mà bản thân người đó lỡ lối hôi tanh, mà người trí người ta vẫn nương cái đuốc để ta đi qua khỏi những cái khúc quanh co hào hố trong gai. Chứ không vì là cái người kia có bệnh sida, có bệnh phong hủy mà họ có cái đuốc sáng họ đi trong rừng tối mà mình chê họ, mình không đi là mình thiệt thòi, mình lỗ lã, mình thi đi.
Đó là cái cách của người học đạo vậy. Thành ra là giáo thọ thiện tri thức mình phải học, dầu họ chỉ có 30 phần tốt, 70 phần xấu cũng còn phải học. Nếu 30 phần tốt đó mình chưa có được, mình vẫn phải lượm lặt. Cái thứ hai là đồng hành thiện trí thức. Cái người mà thiện trí thức mà đồng hành đó, đồng hành đó không phải dễ có đâu, tìm khó lắm. Mà tôi phát hiện ra một cái chân lý, tôi nói cái này đại chúng để ý để mà sống. Cứ nhìn vào cái gương mặt của con người, hãy gương mặt mà khác thì cái tâm hồn của mọi người mỗi khác, giống như gương mặt của tất cả mọi người, không ai giống ai, thì tâm hồn của mọi người cũng không ai giống ai như vậy. Do vậy cho nên chúng ta phải cởi mở rộng lòng ra, chúng ta đừng bắt buộc mọi người khác theo ý muốn của ta, và ta càng cũng không được hy vọng rằng là người đó sẽ theo ý ta. Lẽ tất nhiên là ta không theo ý ai rồi thì người khác cũng không theo ý ta như vậy. Do vậy cho nên là tìm cái người mà đồng hành thêm trí thức là nó cũng từng phần nào thôi, chứ không bao giờ mà nó có trọn vẹn đâu. Do vậy cho nên là cảnh giác. Phật tử thân thiện nhau mà vẫn phải cảnh giác. Cái thân mật tới cỡ nào, gần gũi tới cỡ nào và đàm luận nhau tới cỡ nào, còn tới đâu đó rồi mình phải ngưng thôi. Chứ mà mình nói mình thân mật rồi mình nói ý mình cho người kia, ý người kia như ý mình, điều đó là ảo tưởng, không bao giờ có. Do vậy mà cổ nhân ta gọi là phùng nhân thả thuyết tam phân thoại mà dị khả toàn sao nhất phiến tâm. Dù là đồng hành thiện trí thích đi nữa, mà trong cái lúc mà nói vui đùa cười giỡn trao đổi gì đó cũng còn phải có cái chùa của mình 1/3. Thân lắm là mình trao đổi nhau được 2/3, mà còn phải cái chùa của mình 1/3, chứ mà mình đưa hết là 3/3 đó ha, trọn vẹn đó, là không bao giờ có sự đồng nhau được đâu. Đó là đồng hành thiện tri thức mà cũng còn khó có như vậy. Và cũng từ đó cho nên là cái thứ ba gọi là ngoại hộ thiện tri thức, là những người mà ta giúp cho mình sự an ninh, sự bình an, sự ủng hộ mình về tinh thần, hoặc là có khi ủng hộ mình bằng kinh tế vật chất, gọi là ngoại hộ thiện tri thức. Thế thì đã là thiện tri thức mà ta cũng còn không tin tưởng trọn vẹn được, phải cảnh giác. Cho nên là cái người tu á, là cái bài này là để ý học cái bài này. Nó là thường độc hành, thường độc bộ, đó là điều có thật. Đạt giả mới đồng du niết bàn lộ, liệu cổ thần thánh phong tự cao, mạo tụy cốt can nhân bất có. Dịch là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo. Trên đường đạo không phải là dễ dàng mà mình có đồng hành thiện tri thức nhiều đâu. Không dễ gì tìm giáo thọ thiện tri thức đâu, cũng không dễ gì tìm có đồng hành thiện tri thức đâu. Cho nên là tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo. Nói cái này là nghe nó hơi kỳ, lẽ ra là không nói, nhưng mà tôi có thể nói thật, nói rất thành thật. Tôi cái thời điểm mà tôi tu học từ 1950, kể từ 1950 thôi cho tới nay, tôi sống trong 3 thời kỳ, 3 cái giáo hội tên gọi khác nhau. Giáo hội Tăng Già toàn quốc, hồi ban đầu là giáo hội Tăng Già Nam Việt, giáo hội Tăng Già Trung Việt, giáo hội Tăng Già Bắc Việt, 3 cái riêng. Sau đó gom lại cái gọi là giáo hội Tăng Già toàn quốc. Mà cái năm đó là tôi đã có giấy tờ đàng hoàng, được cử làm giảng sư để đi giảng khắp miền Nam. Trên nguyên tắc là giảng khắp miền Nam, là vì cái hội Phật học Nam Việt với giáo hội Tăng Già Nam Việt thì tới đâu thì mình có quyền đi giảng tới đó, được giới thiệu đi giảng tới đó. Vậy mà tôi nói thật đại chúng nha, mà nếu như ngày nay mà những anh em của tôi mà còn á, mà hiện giờ còn trong cái đất nước này nè, trong một giai đoạn đó bao nhiêu lần hội họp không bao giờ tôi phát biểu một lời. Đó là giai đoạn thứ nhất nha. Giai đoạn thứ hai là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Trong thời gian bao nhiêu năm dài, tôi cũng có làm việc này việc kia, mà cái việc mà
gọi là phát biểu một lời, không hề có phát biểu. Trong những cái lần mà khoan đại hội nghị thì chỉ không nói một lời. Cho tới bây giờ đây cũng vậy, tôi chấp hành sự chỉ đạo tăng sai của giáo hội, tôi làm. Mà còn những cái lập trường của mình đó mà, để mình đưa ra cái gì đó, tôi cũng không hề phát biểu cái gì. Điều đó thành thật mà nói với đại chúng, mà đâu phải tôi ham nói đâu, không hề ham nói, không hề muốn nói. Nhưng mà chẳng hạn như cái lớp giảng dạy hay là lớp dạy học đó mà, lớp dạy học cho học trò đó là dạy không kể chết đó nha, đau ở nhà liệt vậy đó, mà tới giờ đi dạy là đứng dậy là đi, mà đi là dạy được, là giảng được. Cái đó là cái thật sự có trong cuộc đời. Đây là mấy mươi năm là các vị thấy là không có lần nào mà do tôi bệnh mà nghỉ. Lý do gì Phật sự mình nhìn nhường cho chỗ khác đi vắng thì có, mà gọi là tôi bệnh để nghỉ không có. Dạy học cũng vậy, không có vì bệnh mà nghỉ, nghĩa là hy sinh. Nếu mà cần hơi thở cuối cùng ở trong cái buổi diễn giảng giáo lý đó vẫn làm. Còn cái mà nói nhiều để mà khoa trương thanh hư thanh danh thanh thế rồi đó là không có nói. Thành ra mình có cái độc hành, cái độc bộ của mình, hòa mà như bất đồng, bởi vì mình không thể đồng nhau được. Mà đã đồng nhau không được mà mình nói cho nó tràn gian nó đại hải, chưa chắc người ta đã nghe mình. Người ta nói mà mình đã không nghe, mình đã không thích, mình thấy rằng mình không hợp ý mình, thì khi mà mình nói thì chắc gì là hợp với người ta. Do vậy cho nên là khi mà nghiên cứu kinh điển rồi là có môi trường, là có hoàn cảnh, là tôi chỉ nói kinh điển mà thôi, chứ còn cái mà đem ra mà để mà bàn bạc để nhiều người nghe là cho trong giáo hội tôi không nói. Đó là ba trào rồi cũng như vậy hết. Chấp nhận cô đơn trên đường đạo, tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Cái điều này tôi nói đại chúng từ lâu rồi. Tôi vui một mình, tôi ở cái tỉnh thất Quỳnh Mai 30 năm, cho tới bây giờ đó nè, nước nó ngập mới là lên tới đầu gối, mới rời khỏi nay được 4 năm, chỗ không ngập nữa. Rồi đó là 30 năm ngập vậy mà vẫn thui thủi mà đi dạy khắp đông tây nam bắc của thành phố này, mà hợp tác để làm đạo. Nhưng mà cái lập trường mà độc hành độc bộ vẫn là độc hành độc bộ thôi. Qua để làm đạo thì có, nhưng mà cái đồng thì không có, đồng không có. Vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tuy nhiên là tôi nhẫn mong có pháp lữ chung lòng, tìm thiện hữu tri thức chứ, tìm giáo thọ thiện tri thức chứ, tìm đồng hành thiện tri thức chứ, tìm ngoại hộ thiện tri thức chứ. Nhưng mà nói cái ngoại hộ thiện tri thức đối với tôi cũng khó. Làm ăn mà tiền anh xài hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ, mà tôi tìm hiểu cái nguyên nhân mà hàng tỷ tỷ của anh nó từ đâu có. Nó cái có đó bất chấp không bao giờ anh cho tôi được. Nếu tôi biết rằng cái nguyên do mà tiền anh làm nhiều ra nhiều đó mà nó không hợp với đạo lý, anh cho tôi không bao giờ tôi lấy. Kể cả đồ ăn, gạo thóc mùng mền chiếu gối bột mì dầu ăn này kia. Hồi xưa có một giai đoạn là người ta xin một lần 15 tấn, 20 tấn, mà người ta gửi giấy tới nơi, người ta bảo tôi chỉ cần điền cái tên vô lấy 20 tấn đồ, để mà cho ai cho, không cho là cứ giật lấy mà xài. Và nếu không khéo chút là đem ra là mời người ta là cho lại những cái thứ mà mình ăn không được á, thứ sữa bột là uống mà nó phá bụng đó, vân vân, thứ tầm thường đó. Rồi hội tụ lại chừng 50-70 người rồi chụp ảnh rồi gửi lại cho người ta, gửi lại cho người ta để người ta báo cáo, để ta đây là thành tích đó. Rồi mỗi tháng mình cứ lấy mấy chục tấn đồ, nhất định là không lấy, không hề xin một món nào. Người ta lấy mền về là 40-50 cái mền, đem về hỏi chứ thầy xài 5-7 cái, 10 cái gì lấy, không hề lấy. Ở nhà đất mình sùi lông hết, cái là rất biên hết, mà thứ mình nó không lấy. Đó là cuộc đời tôi độc hành độc bỏ, điều đó tôi đã làm rồi mà, làm mấy mấy năm rồi mà. Bởi vì nếu mà không đạt giả là không đồng du nếp bàn lộ đâu, không cùng chung lý tưởng tôi là tôi hòa mà như bất động. Tôi vẫn hòa hết, không hề có một thái độ nào mà coi thường người ta hay là
là có cái gì cao cử là ngạo mạn, có gì không có. Hằng ngày cởi chiếc xe gắn máy phơi cái đầu trần mà đi dạy suốt mấy mươi năm trời. Sau này phơi đầu trần quá là chịu hết nổi rồi mới mua cái nón, cái nón của ông già đang cầu kiệu bán, ta gọi là nón tây kiểu hồi xưa. Nhưng mà có cái kiểu nó gọi là cái đít nó bằng bằng, ta gọi là nón cối. Thế thì cái nón đó tôi đội tôi đi dạy mà bây giờ không đỡ lắm, lỡ ngã xe thì nó có cái dành nó bảo vệ giống như nó bảo hộ. Trời ơi, vậy mà tới chừng giải phóng rồi nó chửi tôi tàn cánh gió lạnh. Nó nói tôi là quốc dân, là cộng sản. Mà tôi đính chánh, tôi nói không phải, cái nón của quân đội, của bộ đội của người ta là bằng nhựa mà nó cứng mà nó mô như con rùa vậy, mà nó không có những cái lằn mà như cái khăn đóng á. Còn nón của tôi là của ông già bên cầu kiệu, nó có những cái lằn mà ta làm những khăn đóng mà nó có từ lớp lớp vậy. Nhất định là nó chửi tôi là quốc dân à, chửi tàn bạo mấy năm. Nhưng mà lần 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 về qua cũng hết chửi rồi. Giờ ai cũng đều là ở trong chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành ra lần lần hết chửi rồi. Thế là gian nan khổ sở ghê gớm lắm. Nhưng mà vẫn giữ trước sau như một nha. Cái con đường hòa mà như bắt đầu. Tùy thuận tất cả mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Thời gian, theo thời gian. Mà cái mục đích duy nhất là để truyền đạt tư tưởng của Đạo Phật. Mà tư tưởng Đại Thừa, chứ còn cái tư tưởng mà của Nhân Thừa, Thiên Thừa thì nói thoát qua vậy thôi. Thích truyền cái tư tưởng Đại Thừa. Mà tư tưởng Đại Thừa thì nó khó nghe như nói nãy đó. Tôi không có phá Phật đâu. Cái tư tưởng nó quá tuyệt vời. Hiền là các vị, Thánh là các vị, Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát là các vị. Chứ ngoài các vị ra tìm không có đâu. Rồi lấy ra cái ý kiến mà nghe Phật Trời, mà Phật Trời của các vị ở ngoài đó, không phải của Đạo Phật thiệt đâu. Vậy mà kết luận sớm quá thì đâu có phải. Nó không phải là cái thái độ học tập như vậy. Chứ tôi thì tôi cũng chẳng có quý bán tài Phật để làm gì. Tôi rất quý trời đi, Phật Trời là đây mà. Tôi đã nói rằng các vị mà tu hành thập thiện nghiệp là các vị sống cái đời sống an vui hạnh phúc của cõi trời. Và bất cứ hành tinh thiên thể nào mà có gọi là cõi trời là người đó phải là những chúng sanh tu thập thiện. Chứ còn trời không hề có ở trong không gian này. Mà trong không gian này có người thì người đó cũng phải là thập thiện nghiệp mới là trời. Nhưng mà thật sự mà nói không có cái thế giới nào hoàn toàn là trời không. À, thế giới nào cũng vậy thôi à. Vì trời đối với người, trời đối với Phật, Bồ Tát, nó là cái địa vị tương đối chứ đâu phải là tuyệt đối. Cho nên trời là do mình làm ra, mình tu thập thiện mình là trời, mà mình tu tam quy ngũ giới mình là người, mình tu tứ đế thập nhân duyên mình là lớn là bích chi Phật, tu lục độ văn anh tròn đầy thì mình là Phật. Chứ sao lại không có, sao lại tu phá Phật được? Để ý cái đó mà học nha, cái bài đó sâu lấp đó, bài đó là liễu nghĩa thương thừa đó. Thiên thính tịch vô âm thương thương, hà sứ tầm phi cao diệt phi diễn đô chỉ tại nhân tâm. Trời lấy lỗ tai mà nghe, không hề nghe được âm thanh gì cả. Trời lấy con mắt mà nhìn chỉ thấy xanh xanh mà không bao giờ đúng chỗ nào là chỗ xanh xanh. Mà tại cái bầu khí quyển nó xa quá rồi mình thấy nó xanh xanh vậy thôi. Chứ ở đây mình dòm lên 10 cái số mình thấy nó xanh xanh, mà bay lên tới 10 cái số là dòm thấy lên nữa cũng thấy xanh xanh. Mà lên cao hơn nữa là 200 cái số. Dòm đi xa nữa cũng vẫn cứ thấy xanh xanh mà không hề có trời. Điều đó rất rõ ràng như vậy. Cho nên đấy mà học cái này nó hay lắm. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Chứ không bao giờ mình sống trên cõi đời này một mình mà mình sống được đâu. Loài người, xã hội loài người là tương quan tương duyên với nhau mà sống. Ngữ ta gọi là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Thì mình làm sao mà mình đánh đổ người ta hết, mình đánh đổ Đạo Phật hết, để rồi mình sống một mình với cái gì? Không có đâu. Cần phải có pháp lữ. Ở bất kiến nghị tầm chỉ các thượng tổng thiên tầm phụ thác thân nhân phương năng quảng ích. Nếu mà không có đại chúng nghe thì đối với tôi mà không có đại chúng chẳng khác nào tôi là cái dây sắt, cái dây bìm mà không có một cái cây tầm, một cái cây bá, một cái bụi tre. Thì cái loại dây bìm, dây cắt căng, dây sắt nó nằm lè tè dưới đất, chẳng có bao giờ nó lên cao được. Mà những cái dây sắn, dây tòng, những dây cắt căng mà nó leo lên cao được 1-20 thước
năm ba chục thước cũng có, là nhờ nó nương nơi cái tùng, cái bách, nương nơi vườn bụi tre. Nguyễn Du gọi là nghìn trùng nhờ bóng tùng quân mà tiết sương che chở cho thân các đằng. Các đằng sánh bềm là phải nương nơi những cái tre. Cái tre là tiêu biểu cho người quân tử. Chứ không có cái tre là sánh bềm không có leo lên được. Cái người tu hành mà không có thiện hữu tri thức, không có người Phật tử, không có tăng chúng, mình không có cái, không có cái cơ hội để mình leo lên. Do vậy cho nên là tôi những mong có pháp lữ chung lòng cùng tiến bước vào niết bàn thường là. Lẽ tất nhiên là khó kiếm, chứ không phải là không có. Mà có thì mình cũng phải là, cũng phải là đề cao cảnh giác với lòng mình, đừng bao giờ bắt người ta đồng ý với mình 100%. Nam nhi tự hữu xung thiên chí, hư hướng Như Lai hành xứ hành. Mỗi người người ta có khai quật cái ý chí xung thiên của người ta trên đường tu hành. Mình không thể nào bắt buộc người ta đi một con đường theo cái dấu vết của mình, kể cả dấu vết chân của Như Lai. Quảng Nghiêm Thiền Sư nói câu thơ như thế. Mỗi người tự có cái chí xung thiên, chứ không cần phải bắt buộc mình phải bước theo cái dẫm theo cái dấu chân của Như Lai. Thế thì mình làm sao mình bắt mọi người theo mình được? Do vậy cho nên là tôi những mong có pháp lữ chung lòng cùng tiến bước trên niết bàn thường lạc mà không bắt buộc người ta phải theo mình. Đó là cái thái độ tu hành của người Đại Thừa Phật Giáo, nó phóng khoáng rộng rãi như thế. Không như ý, tôi nguyện làm người cổ lỗ. Ghê lắm ạ, đây là lập trường ấy. Nếu mà không có đạt giả đồng du niết bàn lộ, nếu tìm thì hữu tri thức để cùng tiến bước chung lòng mà không được, không như ý, tôi nguyện làm người cổ lỗ. Làm người cổ lỗ đã để ví dụ như tôi giờ tôi bằng lòng làm người cổ lỗ đó mà. Về cái xứ quê, xứ mà đồi núi chập trùng vắng vẻ tánh mình, và báo cáo thật với đại chúng, đại chúng là ví dụ như chuyện qua là tôi trong người tôi thấy nó hơi bần thần, tôi mặc cái bộ đồ nâu, không có mặc áo dài, mang cái túi đại, tôi che cái dù, tôi đi ngoài ruộng ngoài đường vậy, tôi đem theo là dài ba bịch kẹo chừng nửa kilo, có khi đem một kilo vậy. Thì cái đứa tụi trẻ con nó chạy theo tôi 7-8 đứa, rồi lát đi hồi được có 10 đứa chia kẹo cho nó ăn, rồi thầy trò đi chơi ở ngoài ruộng, ở ngoài vườn, đi chỗ này chỗ kia, rồi gặp mấy người trồng hành này kia, ta chào thầy hỏi thầy có kẹo không, mà lấy ra đưa cho người ba cục mà vui vậy đó. Vui với một cái tâm trạng của một người 70, hơn 70 tuổi, vui với trẻ nhỏ, vui với người làm ruộng làm rẫy vậy, mà không có đặt cái vấn đề mình là cái ông gì, là cái bà gì, cái người gì. Này, nếu không được vậy tôi nguyện làm người cổ lỗ. Đạo lý của tôi học như vậy hả? Mà về quê thì mình không có đào tạo từ thấp lên cao thì mình không hề nói được câu gì đâu. Đại chúng để ý, tôi không hề về quê tôi nói được câu gì. Nói người ta đâu có chịu nghe, người ta nghe không có nổi. Muốn cho người ta nghe nổi là mình phải đào tạo, mình phải giảng từ thấp tới cao, phải trải nghĩa là 5 tháng dài vậy nè. Mà mình chưa làm được chuyện đó, mình già rồi làm gì nữa. Thế thì chỉ còn cái cách đi thăm làng thăm xóm bằng cái kiểu là từng đoàn trẻ con, là ngồi bờ cỏ mà coi người ta trồng hành, người ta trồng dưa, người ta trồng rẫy, rồi nói chuyện trong cuộc sống bình thường. Làm người cổ lỗ là vậy đó. Nếu không được vậy tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát tăng thanh. Sống theo mình có nghĩa là mình muốn sống sao sống. Ở đây đi ra phải mặc cái áo có đàng hoàng, phải đi xe đi cộ hoặc đi dù, rồi này kia coi nó ra có tác phong. Tác phong gì đại đức, gì thượng tọa, gì hòa thượng. Còn đây là mặc áo màu nâu đàng hoàng, che cái dù nấp cũng được, lành cũng được. Làm người cổ lỗ, sống theo mình. Sống theo mình có nghĩa là bây giờ cần mát phải không, là cứ quần áo như vậy đó mà ra ruộng mà ngồi. Và muốn ngồi chỗ nào cũng được, trên rơm, trên rạ, trên đất cài, trên mé sông, mà không có gì ngại ngùng hết. Đó là sống theo mình, sống với gió mát tăng thanh. Hôm rày trời bớt mưa rồi trăng đẹp lắm, tối văng vọng ở ngoài cái gốc cây 9-10 giờ vô. Khuya thức dậy là 4:30 sáng ra gốc cây mà văng vọng nằm một hồi để nhìn trăng lặn. Điều đó là điều có thật.
Không được vậy, tôi nguyện làm người cổ lỗ mà sống theo mình, sống với gió mát tanh thanh. Dù xương cho thân đét thịt teo gầy, không ân hận, tôi vui với lập trường kiên định này. Thân trơ, trơ xương, xương khô đét thịt teo gầy mà không có ân hận. Cho nên có những Phật tử người ta thương, người ta nói ở trên đó thầy có gì cứ bằng dầu bằng đêm nữa gọi điện báo về thành phố này ta có thầy thuốc hoặc là có xe ta giúp đỡ. Tôi nghe tôi cảm ơn và tôi cười. Tôi nói tôi sợ là cái ban đêm mà nó bất tắc mà nó không làm gọn, chứ nếu nó làm gọn thì tôi lại khỏi có gọi. Nếu mà nó đau kiểu nào đó, nó xuất kỳ bất ý, mà nghĩa là trong vòng mấy tiếng đồng hồ mà của cái đêm đó mà nó được vãng sanh đó mà, nó được bỏ cõi đời này đó mà, là xin cảm ơn câu chót rồi, là cười là nín thở là phụ cho nó mà đi thôi, không có vụ gọi. Đi bệnh viện ông bác sĩ kia ông coi rồi ông nói ông phòng thủ cho cái chai thuốc, mà nếu như nửa đêm mà nó có lỡ nó đau cái phía tai mặt này đó thì lấy cái thuốc đó mà xịt nó với cái lưỡi đó ba lần, 5 phút xịt lần mà xịt ba lần như vậy nó êm rồi là chở tới. Nó dặn vậy đó. Tôi nghe tôi cười tâm đắc hết sức. Tôi nói nếu như thật sự mà trong đêm mà nó đau như vậy thì chuyện gì mà phải xịt để mà chở tới, để cho nó gọn ghẽ là nó tốt biết rồi, chừng nào phải xịt chi. Cho nên là cái chai thuốc để đó mà cười thôi chứ. Sợ là sợ nó kéo cù cưa nhúng nhẵn nó đau 5-3 năm mà sống không xong mà chết không được, cái đó là cái mà tôi mới đáng lo. Chứ còn nếu mà ban đêm mà nó đau một cách nghĩa là khủng khiếp tàn bạo rồi phải xịt để mà cầm cự để mà trở đi đó là không có vụ đó đâu. Nắm vững cái quy luật sống rồi, ông nội tôi hồi xưa thuốc ở đâu mà xịt. Ông có tôi hồi xưa thuốc ở đâu mà xịt. Thế là cũng già rồi thì nó cũng chết vậy thôi. Hôm qua tôi có coi cái phim mới, thấy một chuyện mà tôi cười. Có một cậu đó, nó có một cái đứa con bồ. Nó nói anh không muốn em hút thuốc đâu. Em hút thuốc ở trong đó nó có 4.000 cái chất độc ở trong thuốc đó. Nào là hư thần kinh, nào là hư phổi, nào là sinh con ra là không lành mạnh thì kia, rồi nó làm có người chết bất đắc kỳ tử nè. Cái con nào có CCB nào cũng có cái để chết chứ, chứ không có là sao chết được. Câu đó tôi nghe tôi cười hả chứ. Nó giống như cái của tôi nói á. Cái chuyện mà thí dụ như bây giờ mà đau là không đặt vấn đề là phải nói rằng đau bao tử hay là đau là mật hay là đau gan hay là đau ruột già hay là đau cái gì hết đó. Đau cái gì cũng được. Vấn đề là anh làm sao cho chết là xong. Cho nên bây giờ người ta nói chủ, nghe nói đau gan, ui xa đau gan vậy hả? Có bộ nhăn nhó mặt mày thảm sầu. Người nói trời ơi lao phổi vậy là lao phổi hả? Cũng thảm khổ. Chứ gì phải sợ. Từ ra cái bệnh nào có tới cách truyền nhiễm là phải giữ gìn cho những người xung quanh mình. Còn như không có truyền nhiễm thì nó đau cái gì nó đau, nó phải có một cái đau để nó chết chứ. Không đau là sao chết. Kỷ niệm 3 năm tâm lễ thành đầu đây nha, sắp kỷ niệm lớn lên nha. 300 năm khai quang miền Nam đây nha. Có 51 tuổi chết thôi. Chết tại rạch gầm kia cả, theo lịch sử nói đó. Theo sách vở nói có 51 tuổi thôi. Còn như 60, hơn 60, 70, hơn 70 rồi thì chuyện gì quan trọng? Trời ơi, tôi nói cái đó đại chúng để ý mà tư duy mà quán chiếu. Để rồi mình có sống 80 đi nữa mình cũng vẫn bình an nhẹ nhàng. Mà mình có sống 60, 65 gì nữa cũng là nhẹ nhàng bình an. Đừng có sợ hãi. Học như vậy mới gọi là học Phật. Hỏi tại sao tôi nói như vậy? Nói như vậy là phải ngộ được cái chân lý vô thường mới được nói như vậy đó. Mà người học đạo là phải ngộ chân lý vô thường. 20 tuổi vô chùa làm tỳ kheo, mỗi ngày đã đọc thị nhật dĩ quá mạng diệt tùy giảm như thiểu thị ngư tư hữu hà lạc. Mỗi ngày qua cái mạng mình nó rút ngắn lại, giống như con cá nó ở trong cái ao nước cạn trời nắng. Mỗi ngày nước cạn là cái mạng sống của con cá đó rút ngắn lại. Thân mạng ta đây cũng vậy. Thế thì 20 tuổi thọ với tỳ kheo là đã từng tu học cái đó. Thế thì tại sao tới 40-50 tuổi rồi mà mình không phòng thủ, mình không nhận thấy rõ cái chân lý vô thường mà còn sợ hãi lo âu? Thế thì là mình tu cái gì và mình tỏ ngộ cái gì chứ? Do vậy cho nên là phải tập nhận xét. Gọi là tỏ ngộ chân lý vô thường thì phải không sợ hãi vì vô thường.
tỏ ngộ cái chân lý cõi đời là vô ngã là bất tịnh, thì mình phải thấy được cái tính chất vô ngã và bất tịnh. Do vậy cho nên có những cái mà nó bực bội, nó buồn phiền, rồi mình cũng phải tư duy, mình cũng phải quán chiếu. Cuộc đời nó không có như ý đâu, mà phải là tu nhẫn nhục ba la mật, rồi nó sẽ hóa giải được những cái phiền não kia. Thế gian ta gọi là thời gian là liều thuốc bổ, rồi nó hàn gắn những cái vết thương. Đạo Phật thì là cái nhẫn nhục, từ cái nhẫn nhục mà nhẫn nhục cho tới thành tựu ba la mật thì nó sẽ hóa giải hết, lần lần nó hóa giải những cái khổ đau cho tới khi hết. Chỉ phải nhẫn nhục thôi, mà muốn nhẫn nhục vậy là phải phối hợp với cái tà thuốc, vừa nhẫn nhục mà vừa là phải hiểu cái chân lý vô thường, cái chân lý vô ngã, cái chân lý khổ, chân lý bất tịnh của cuộc đời. Những cái đó là những cái toa thuốc đấy, cái toa thuốc để trị cái bệnh khổ về tâm đó. Thường uống toa thuốc đó, thường tắm hoa bằng cái toa thuốc vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh và nhẫn nhục, từ bi, phải uống thuốc đó thường thường thì mình mới có thể khỏe được. Cho nên cái bài này tôi vô cùng tâm đắc. Dầu xương trơ thân rác thịt teo nghề, không ân hận tôi vui với lập trường kiên định ấy. Thật sự là tôi vui với lập trường kiên định đó. Thân có trơ, xương có nhô ra, thịt có hết, có khô, vẫn cứ vui với lập trường kiên định đó. Đọc cái trực chỉ này, những phút giây tự nhủ của tác giả chứng đạo ca Quyền Giác nói lên ý chí quyết liệt và xác định lập trường kiên định của mình trên con đường hành đạo. Thường độc hành, thường độc bộ thôi. Thật vậy, tu hành mà không có mục tiêu, không có mục tiêu cho ý chí nó vươn lên, không có lập trường để định hướng cho hành động, để rồi bả đâu theo đó, vui đâu chút đó, nghe đâu tin đó. Thử hỏi một cuộc đời như thế, con người đó sẽ ra sao? Cho nên phải có lập trường. Xin lỗi nha, có nhiều vị phát tâm thì mình thấy như tốt vậy, nhưng mà không hề có lập trường, nghe đâu tin đó, không có dùng cái lý trí, vui đâu chút đó, bà đâu theo đó. Cái đó là không được. Cái toa thuốc mà nó không có đúng cái bệnh của mình, mà mình nghe ai nói thuốc hay là mình cứ uống, uống có thể là chết á, chết vì thuốc á. Mình phải coi bệnh mình là bệnh gì, mà ông thầy thuốc đó là thầy thuốc ra sao, cho thuốc có đúng bệnh không, bồ có thuyên giảm không, dựa vào cái thuyên giảm hay không mà biết rằng thuốc đó có hợp cho mình hay không. Dựa vào cái pháp tu rồi mình tu, tu nó có nhẹ nhàng thân tâm không, hoàn cảnh gia đình có được vơi bớt sự cực khổ buồn phiền không. Nếu có thì đó là cái phương pháp tu hành đó là đúng. Còn nếu như gọi là tu hành chạy đông chạy tây, chạy nam chạy bắc, chạy bôn ba, chạy cực khổ, tiền mất tật mang, đó là coi như là mình tu sai rồi đó, coi giống như uống thuốc không trúng bệnh rồi đó. Dầu uống thuốc rất nhiều, nhiều toa, nhiều than, nhiều tiền mà không trúng bệnh là thuốc đó không phải thuốc hay. Cho nên đại chúng để ý, có nhiều người tôi biết lắm, nhưng mà tôi biết không có nghĩa là tôi thật sự là đối với tôi không còn lấy làm lạ, là vì không có một cái trí tuệ chân thật. Chứ người ta có cái trí tuệ chân thật, người ta nghe cái kinh điển nào, người ta nắm được cái chất liệu của kinh điển đó, rồi người ta tư duy, người ta quán chiếu, người ta thấy nó là chân lý, nó đúng rồi, là người ta không theo cái chỗ khác được đâu, ta không theo chỗ khác được. Cũng như là người ta uống thuốc mà người ta biết ông thầy đó là giỏi rồi á, mà trị bệnh người ta thiên giảm là đã có thiên giảm rồi, bệnh ta càng ngày càng nhẹ, mỗi ngày ta mỗi lên cân. Thật sự như vậy thì đó là thầy thuốc hay chứ gì nữa. Lành bệnh thanh tâm, lành bệnh nó mới lên cân. Thế còn cứ chạy theo hoài thầy này thầy kia thầy nọ mà không có kiểm tra lại coi thật sự mình có lành bệnh không, thật sự mình có lên cân không, thật sự tinh thần mình có nhẹ nhàng sảng khoái không, không hề kiểm tra, cứ nghe nói thầy thuốc là chạy theo, là phục dịch, là lấy thuốc mà uống. Thế thì cái người như vậy là
không biết cách để trị bệnh rồi. Thành ra để ý mà học cái này, có lập trường, xác định lập trường là việc cần, ý chí quyết liệt cũng là việc cần, chấp nhận cô đơn cũng là việc cần. Có người tu hành không chấp nhận cô đơn được, cứ chạy theo. Và vui đâu gọi là vui đâu chút đó, này đi đủ chùa, đủ xứ, đủ thầy, mà hỏi cho mình tu pháp môn gì? Không có, không hề có. Tới thầy này, nói thầy này hay lắm, hỏi hay sao? Nói hay á, hay là hay á, hay lắm, nói không được. Rồi mai mốt chạy ra thầy kia cũng hay lắm, hỏi hay sao? Nói không được. Có người nói trời hay lắm, hỏi hay sao? Nói mình, cái tâm mình giống như con dế vậy. Ừ, thầy giảng thầy nói cái tâm mình như con dế vậy, mà muốn bắt dế là phải lấp ngấp, thì mình đổ nước cái là nó ngọt nó chết rồi mình bắt à, chứ nó không có chạy được. Do vậy cho nên là nếu mà mình muốn tu á, thì mình cũng đừng có đọc báo, đừng có nghe người ta nói chuyện, đừng có coi tivi, bình minh, nghĩa là mình phải đóng bít hết cái thấy nghe hiểu biết của mình đi. Giống như dế mà mình nhém ngách rồi thì chỉ còn đổ nước là lượm cái xác đó thôi à. À, thế thì là cái người mà hiểu đạo ta nói ủa, con dế thì là còn nhém cái ngách nó được, chứ cái tâm mình đâu phải con dế mà nhém nó, nhém lấy cái gì để nhém, hang ở đâu mà nhém. À, thế thì là cũng đôi co nhau, lý luận nhau, tôi nghe tôi cười bể bụng. Vậy mà cũng gọi là hay lắm, hay sao đó, cái tâm mình như con dế vậy, đóng bít hết các cái cửa để bắt nó, để giữ nó lại được. Nói vậy đâu có trúng, cái tâm mình như con khỉ thì mới trúng, mà khỉ thì là đóng chuồng nhốt, không thành công gì hết. Mà cái người giỏi nuôi khỉ để kiếm tiền, kiếm đô la, là huấn luyện khỉ chứ không phải nhốt khỉ. Cái tâm của mình là cần phải huấn luyện. Huấn luyện như thế nào mà để cho nó nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh. À, thế thì là nó nhận thức được cái đó, để rồi nó đừng có, nó nhìn vạn pháp dài không, thấy được cái tính chất duyên sinh duyên quyển của vạn pháp. Đó là mình huấn luyện cái thấy, cái nhìn, cái nhận thức của mình. Giống như mình đã huấn luyện được khỉ rồi, thế thì nó giống như khỉ thì trúng cho nó, nó như dế để mà tám ngách nó để đổ nước cho nó ngồi cái chết rồi bắt nó không đúng. Xưa kia tổ nói, dạ thưa bạch tổ, nhờ ngài an dùm cái tâm của tôi. Tổ nói ông đem cái tâm đây tôi an cho. Bồ Đề Đạt Ma nói ông đem cái tâm đây tôi an cho. Cái tổ tăng sáng hay quệ khả gì đó nói dạ, suy nghĩ rồi nói dạ, mà tôi tìm cái tâm tôi không có. Tổ nói vậy là ta đã an cái tâm cho ngươi rồi đó. Qua câu chuyện đó có nghĩa là cái tâm mình không có phải là vật chất, cho nên không thể tìm cách bắt nó bằng cái kiểu đó được, mà cái cách là phải huấn luyện nó. Cho nên cái mà cái này tôi nói này đại chúng đi nè, cái người mà tu đại thừa đó, người ta không cần nhốt người ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý vẫn sinh hoạt bình thường. Vấn đề là tỉnh thức, vấn đề tỉnh thức. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liễu, trung hạ đa văn đa bất tính. Bậc thượng sĩ mà người ta cái căn cơ đại thừa, ta nhất quyết ôm được cái gốc rồi, ôm được cái gốc là ta gọi là như quyến tâm ma đề. Là chúng để ý tu hành mà tập nhìn chứng thực tướng vô nhân pháp đó nha, ôm gốc đó. Mà cái người mà chứng được cái thực tướng của vạn pháp là vô nhân vô pháp, đó là người đó thành tựu được như quyển tam ma đề. Nghĩa là các vị coi vạn pháp như quyển, từ đó các vị sẽ nhẹ được nhiều lắm, sẽ hóa giải được cái nỗi khổ của cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mình nhiều lắm. Tùy theo cái quán chiếu của mình nó như quyển nhiều hay ít, mà mình được nhẹ nhàng thanh tâm của mình theo cái sự tư duy quán chiếu của mình. Chứ đừng có chạy đây chạy kia, chạy nhiều lắm không tốt đâu. Tư duy quán chiếu coi cái pháp nào mà mình học có lợi ích,
theo đó nương đó mà tu. Tôi nói ví dụ giờ đại chúng mà nghe mà có một cái có một mớ căn bản giống liếc nghiên cứu kinh điển rồi đó mà, là mình tự tu được, mình tự độ được, chứ không cần phải chạy hoài. Trừ khi nào mình thấy mình chưa trọn vẹn, mình chưa đủ sức nghiên cứu thì mình có thể tầm tự tùng nhận đắc tào khê lộ liễu chi sinh tử bất tương can. Khi mà cái gút nào mình mở chưa được thì mình mới tìm thầy và mình nhờ mở cái gút đó. Còn nếu như mình thấy mà gút nào mình cũng mở được là mình có thể tự tu tự độ được, chứ không phải là chạy nhiều đâu. Chạy nhiều chạy lung tung lang tang, có người không hề hiểu gì hết. Nhưng mà cái đó mình cũng không nói được, cái tánh mình là vậy thì mình cũng không khuyên được. Cho nên là cái vấn đề là dược y bất tử bệnh, Phật quá hữu duyên nhân, thuốc nó trị là nó trị bệnh cái người không chết, chứ cái bệnh mà chết cái người chết là thuốc trị cũng không được. Còn Phật độ là độ người có duyên, chứ người không có duyên độ cũng không được. Có những người mà nghe tôi giảng đây là cách đây là 15 năm rồi, thời gian nghe cũng giống như hiểu, cũng giống như biết, cũng có những cái gọi là tâm đắc vậy, nhưng mà thật sự không phải. Sau đó chạy tùm lum hết, chạy đủ chỗ hết. Mà có những cái chỗ mà nói tới là tôi nghe tôi biết là tới đó được, lỡ nghe được cái gì, hiểu được cái gì, học được cái gì, nói tới là tôi nghe tôi biết hết. Nhưng mà rồi tôi cũng mặc nhiên, chắc cũng không hề nói được câu gì khác. Tại vì căn cơ như thế, nhân duyên như thế, Phật độ người có duyên, cháu có duyên mình độ không có được. Do vậy cho nên tôi nói cái này là đại chúng đấy, đừng có trả nhiều, mà phải tin vào cái khả năng, cái nghị lực của mình. Văn như tư, tư như tu là cái quan trọng nhất. Những người tu hành cũng không biết mình trở thành một con người lập dị. Lập dị là một thói xấu trong muôn ngàn thói xấu. Mình tự lập dị, mình tự tách mình ra là một cái thói xấu đó, không tốt đâu. Mình đâu cần đồng bộ bằng cái kiểu nào. Nó có lợi cho trên đường là học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, chứ không phải là lập dị nha. Cho nên lập trường của tác giả có thể cô đơn, có thể vui một mình, nhưng rồi tôi vẫn mong có pháp lữ chung lòng cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Chứ không phải lập dị đâu. Vẫn cần có bạn hữu đó chứ, gần vẫn cần có thiện hữu tri thức đó chứ. Nếu ý chí đó, lập trường đó mà không được tọa nguyện vì một lý do gì đó, thì tác giả lại xác định lập trường thêm một bước nữa. Tác giả có thể trở thành người lang thang nơi thâm sơn cùng cốc, hoặc là lê bước chốn cỏ nội qua đồng, để được sống cho lý tưởng của mình mà mình đã vạch ra bằng bao nhiêu nhọc nhằn trên đường năm, trên những năm tháng dài mà mình tu học. Ấy, chứ không phải lúc nào mình cũng tìm thiện hữu được. Cuối cùng tác giả nâng cái lập trường lên một cấp cao hơn để kiên định hóa ý chí của mình, trở thành một lời tuyên thệ: dù xương trơ thân đét thịt teo gầy, không ân hận, tôi vui với cái lập trường kiên định ấy. Ê, đó là thiền sư Huyền Giác ta đã vạch ra một con đường tu như thế. Đó là cái thấy của người chứng đạo với những phút giây tự nhủ. Mình tự nhủ với mình với cái lập trường như vậy. Bây giờ tiếp ta thi ca thứ 11 là cái thấy của người chứng đạo với danh xưng bằng đạo. Thường thường người ta gọi là bằng đạo mà. Cùng thức tử khẩu xưng bằng, thật tỷ thân bằng đạo bất bằng. Cái người thức tử, người đệ tử Phật, đây là nói riêng cho người xuất gia, chỉ cho người xuất gia nhiều hơn, gọi là bằng đạo. Chứ đạo là chỉ cho cái phần tâm, tâm tàn như ý châu, đạo tắc tâm tàn như ý châu. Còn bằng là chỉ cho cái phần thân, phần hình thức. Mà đạo là chỉ cho cái phần tâm. Chứ còn thí dụ như là cái hình thức mà cạo đầu mà nhuộm áo đó mà gọi là bằng đạo là không trúng đâu. Theo Huyền Giác thì định nghĩa chữ đạo có nghĩa là phần tâm. Cái người mà trong tâm tàn như ý châu thì mới gọi là đạo.
Mà bằng đạo là cái người á, cái người mà có cái tâm chưa, cái tâm của mình chưa đầy chánh pháp, tâm chưa đầy chánh pháp để lợi ích cho mình, cho người, cho tất cả. Mà cái hình thức của người này là nghèo, hình thức khất sĩ mà, thì mới gọi là bần đạo. Chứ bần đạo không có nghĩa là cái ông đạo, cái ông đạo nghèo khó, rách rưới lang thang, không phải vậy. Cho nên đây ta nói nè, cùng thức tử khẩu sinh bần, thật thị thân bần mà đạo bất bần. Đạo bất bần tức là chỉ cho cái tâm không được bần nha. Thân thì bần thì được, thân thì bần áo rách, áo nâu sòng, áo vàng gì đó thì được, nhưng mà tâm thì phải là bất bần, không được nghèo. Bần tắc thân thường phi lũ hạt. Theo quyền giác thiền sư thì bần á, cái thân nghèo á, là mặc áo khâu, áo giá, áo từng miếng ghép lại, tôi gọi là áo phấn tảo. Cho nên cái y của các thầy tu ta may từng miếng đó gọi là phước điền y, để biểu trưng cho từng miếng ruộng. Mà từng miếng ruộng như vậy có nghĩa là cắt ra như vậy, từng miếng như vậy có nghĩa là áo khâu, áo chấp, nó tiêu biểu cho cái người đó không được sang trọng tốt đẹp như là người thế gian. Ngày nay mà mình mặc cái áo mà giả thiệt tốt rồi mình cắt ra mình may lại đó, là cái đó đã bị biến chất rồi, nó không đúng đâu. Thật sự mà cái y thân thường phi lũ hạt là cái giải cũ giải này giải kia ta nối lại, dù lũ hạt là áo khâu áo chấp. Mình bây giờ bên đại thừa thì cắt ra làm năm điều hoặc là bảy điều hoặc là chín điều hoặc là cắt nhỏ xíu ra là 25 điều. Cái đó thuộc về hình thức, nó có cần thiết. Cái 25 điều mà miếng nhỏ vậy đó, tức là cái chín điều, điều tức là cái lằn sổ xuống vậy nè, cái chín điều thôi đủ rồi. 5 điều, 7 điều, 9 điều là đủ rồi. Nhưng mà ta làm ra là 15 điều, 18 điều, 21 điều, 25 điều gì đó, đã để là nó có 3 bậc các bạn. Điều đó là hình thức thôi, chứ không cần thiết. Cái điều là cái lằn sổ xuống. Cho nên cái y á, cái y thật sự là cái phái khất sĩ á, ta mang cái y mà nó bằng cái giải mà nó miếng nhỏ đó, cái hình thức của cái y đó là đúng với y của Phật. Phải gọi là áo bá nạp, tức là nhiều thứ giải mai lại từng miếng vậy là đúng. Nhưng mà nó khổ nổi cái sai của mình á, là ở chỗ cái giải đó thiệt là lành dày, rồi đem mấy cắt nhỏ ra, mới bắt các cái bà các cô mới ghép lại mai cái y cả tháng trời. Thành ra là cắt cái miếng nhỏ thì đúng, mà là từ cái giải nguyên giải tốt mà khâu lại để mai như vậy thì chỉ làm cực khổ thêm, tốn công lao mà không trúng nữa. À, còn đại thừa Phật giáo thì chia ra là 7 điều, 5 điều, 7 điều, 9 điều là đúng rồi. Rồi làm theo ra là 11, rồi 15, rồi 18, rồi 18, rồi 21, rồi 25. Làm cho đẹp mà chơi, chứ thật sự cũng không cần thiết như vậy mới là thành Phật được. Cho nên là cái việc học này là mình học cho kỹ rồi mình nghiên cứu để mình không còn lầm gì nữa trời hết á. Bần tác thân thường phi lũ hạt, đạo tác tâm tàng vô giá châu. Bần là bần áo rách, áo khâu áo chấp, áo từng miếng kế lại. Điều đó người tu sĩ bần như vậy là tốt, thân bần thì tốt. Mà đạo bất bần à, đạo tác tâm tàng vô giá châu à nha. Ở trong tâm phải có cái hột châu như ý, hột châu vô giá ở trong tâm à. Có nghĩa là chánh pháp, nhãn tạng, niết bàn, diệu tâm đều phải tiếp thu hết của Phật. Đức Phật nói ta có chánh pháp, nhãn tạng, niết bàn, diệu tâm, ta truyền hết cho ông Ca Diếp. Thế thì ông Ca Diếp là một cái người mà tu Đầu Đà, râu tóc không cạo, và y áo thì mặc cái đồ rơi, đồ lượm, đồ bỏ của người ta. Đó là thân bần. Nhưng mà Như Lai nói rằng ta có chánh pháp, nhãn tạng, niết bàn, diệu tâm, ta truyền hết, ta trao hết cho ông Ca Diếp. Do vậy mà ông Ca Diếp sau này thừa kế Phật mà dạy dỗ cái giáo đoàn, làm sư huynh, đại sư huynh. Thế thì là đạo tắc tâm tàng vô giá châu, phải tiếp thu cái chánh pháp nhãn tạng, cái niết bàn diệu tâm của Như Lai trọn vẹn, để rồi truyền bá chánh pháp.
Cho nên là cái chữ bần đạo của Quyền Giáo Thiền Sư nói đây không có nghĩa là cái ông mà cạo đầu nhuộm áo ăn mặc sơ sài gọi là bần đạo được, không. Nếu tâm anh không có vô giá châu, tâm anh không có tiếp thu được cái chánh pháp nhãn tạng, cái niết bàn diệu tâm thì không được gọi là bần đạo. Vì anh, ông, thầy chỉ là người thân bần, chứ tâm thì không được bần. Tâm bần là coi như không phải rồi. Vô giá châu dụng vô tận, lợi dụng ứng cơ chung bất lẫn, tam thân tứ trí thể trung duyên mà bát giả lục thông tâm địa ấn. Người mà trong tâm được cái vô giá châu rồi, là cái hộp châu vô giá rồi, là dùng hoài không có hết. Châu vô giá tức là chỉ cho cái tâm trong sáng thanh tịnh của mình đó. Cái thân, cái tâm của mình mà trong sáng mà thanh tịnh rồi là dùng hoài không hết. Lợi dục, lợi vật ứng cơ chung bất tận, đem truyền bá dạy bao nhiêu người, mồi ra cái trí tuệ sáng suốt này cho bao nhiêu người, sự giải thoát giác ngộ này dạy cho bao nhiêu người cũng không bao giờ nó mòn mỏi gì hết. Giống như một ngọn lửa của cái bật lửa của cái quạt máy, quạt ga, đem ra mồi bao nhiêu cái đèn, bao nhiêu cái đốt, rồi bao nhiêu cái đèn đó mồi bao nhiêu cái đèn cái đốt nữa, ngọn lửa ban đầu không hề mất. Cho nên vô giá châu dụng vô tận, lợi vật ứng cơ chung bất lẫn, tam thân tứ trí thể trung duyên. Tỏ ngộ được cái như ý châu rồi, cái tâm thanh tịnh của mình rồi, thì tam thân tứ trí sẵn đủ, bát giải lục thông đều có đủ ở trong cái tâm của mình. Dịch nghĩa là người thức tử với danh xưng bần đạo. Thân có bần chứ đạo có bần chi? Đạo là phải giàu có, không được bần. Bần biểu hiện áo khâu áo vá, đạo không bần. Tâm chứa như ý châu, tâm của mình ví như cái ngọc như ý, nó là như ý châu. Nếu mà mình biết hồi quang phản chiếu, mình trở về với cái chân tâm vốn có của mình, tâm chân tâm thanh tịnh vốn có của mình đó, là nó như ý, nó trở thành ra cái châu như ý. Cho nên đại chúng để ý, Đức Phật mà thành Phật rồi đó, không có bao giờ có cái bất bình bất mãn, mà lúc nào cũng như ý, là vì Đức Phật đã trở về được với cái tâm thanh tịnh vốn có của mình rồi. Mà mọi người ai cũng có cái tâm thanh tịnh vốn có đó, nhưng mà tại vì mình bị bao phủ những cái dục vọng, cái thất tình, cái lục dục, cái thất tình nó che đậy, nó làm cho cái tâm của mình nó không còn như ý nữa. Không còn như ý là tại vì mình tham vọng, bị dục vọng. Chứ nếu mình trở về được cái bản chất thanh tịnh vốn có của tâm mình thì nó trở thành cái như ý. Cái này là có thật, nhưng mà mình trở về đó phải nói là khó rồi nha. Mọi người ai có hoàn cảnh tốt mình mới trở về được. Còn nếu như cái hoàn cảnh mà mình còn lo nhiều về kinh tế, nhiều về vật chất, cái đó là cái phần chủ quan, mình khó trở về. Nhưng mà cái đó là cái đáng thương và cũng còn đáng quý. Còn như có người chạy theo như là hư danh, như là tà sắc, là danh, là lợi, những cái mà không cần thiết, thì cái đó lại là đáng thương. Chứ còn thật sự thì ai cũng có cái như ý châu của mình. Ngọc như ý dùng sao cho hết, nó chứa đầy tứ trí tam thân, vẹn lục thông bát giải, cùng tròn tâm địa, sống độ sinh vô cùng số. Tâm địa sáng, độ sinh vô cùng số. Hết giờ rồi. Cái này khó học đây nha, khó học lắm, học để kỹ thì là cái giá trị nó dữ lắm.